Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi đấu rank cùng với một người bạn của mình là Ma Bư Gầy. Úi giời gì đấy, bác cứ làm em tưởng như là có cái gì nhặt được. Ok, và chúng ta sẽ lại lên xe. Ê hê, có người trong nhà bác ơi. Đâu rồi? Ui, hai thằng luôn. Hai thằng bác ơi, mày chạy này. Chạy à? Ok, còn một thằng nữa. Để em tìm xem nó ở chỗ nào. Bác cứ hạ thằng kia đi, để em tìm xem. Ui, như vậy là hai thằng này đi chung với nhau và đã bị mình và Ma Bư Gầy hạ gục rồi. Ui, không ngờ thằng này nó có cả nòng 3 với tay súng 3 nữa mọi người ạ. Nòng 1 lắp vào SKS này. Lên xe hả bác ơi? Ok. Em ra ngay. Đây rồi. Lên xe thôi anh em ơi. Đó. Chơi game là có hẳn tài xế riêng, chở đi chơi luôn. Túi cứu thương này. À rồi, và mình vừa nhặt được một con dao. Ui, có người bác ơi. Có người ở trên này. Đâu rồi, mày đâu? Mày à? Mày làm gì đấy? Mày bắn bạn tao đúng không? Ui, còn một thằng nữa này. Mày này, trời ơi, quá hay luôn. Và anh em thấy đấy, uy lực của khẩu súng shotgun mini M1873 cực kỳ mạnh mẽ. Và tôi cũng không ngờ luôn, bắn có một viên thanh niên kia ra đi luôn. Đó, em vừa vứt cho bác cái nòng 3 đấy. Mình chỉ cần một cái nòng 3 là đủ rồi. Ok. Bây giờ có lẽ là mình sẽ phải đi kiếm thêm cái tay súng nữa để lắp vào khẩu súng SKS. Ok, đi thôi bác ơi. Cái gì kia? À, cái giáp à? Thôi bác lượm luôn đi. Úi giời, nó đâu nhỉ? À đúng rồi, kiểu này là nó ở trên nóc nhà rồi. Em phải bơm máu cái đã. Thằng này nó bắn mình nát hết cả giáp rồi. Ok, bơm đầy máu lên xử cho nó một trận. Ngồi xuống để không gây ra tiếng động. Thằng này bây giờ cho nó chết với mình luôn. Kia rồi. Kia rồi. Mày làm gì đấy? Chạy đi em. Chạy này. Quá bình thường. Rồi ok, em vừa hạ thằng trên này luôn rồi. Ui, cái mũ 3 còn nguyên này, nhìn đã chưa? Có K98K.
Nhưng mà thôi, mình sẽ không bắn K98K. Mình thấy SKS thì bắn nó sẽ phê hơn K98K rất nhiều, vì SKS cấu rỉa rất là tốt luôn. Còn đối với K98K thì chúng ta chỉ có thể căn vào đầu thôi. Và sát thương của K98K gây lên mũ 3 là 198. Không thể một viên để hạ gục được kẻ địch. Ngồi ở đây chờ bo hả bác? Ok. Mình và người bạn của mình, Ma Bư Gầy, đã quyết định là chúng ta sẽ ngồi ở đây và chờ đợi bo. Xem là bo thu vào chỗ nào đã. Sau đó thì chúng ta mới di chuyển đi chỗ khác. Ok, chạy thôi bác ơi. Em nghĩ là chúng ta nên chạy luôn. Bình thường là em hay chơi là em lên cái chỗ làng thông, lên đồi của làng thông. Khi chúng ta có súng bắn tỉa thì lên đồi của làng thông là một chỗ để anh em tập luyện khả năng bắn tỉa của mình khá là tốt. Ok, chạy luôn bác ơi. Bây giờ em mời bác lên cái đồ trên làng thông luôn. Rồi xong. Đây rồi, may quá. Như vậy là mình vẫn tranh thủ vơ vét được thêm một băng đạn súng trường và một túi cứu thương. Rồi ok, xuống nhà gỗ trước mặt à. Bây giờ mình nghĩ là chúng ta sẽ lên cái nhà gỗ trước mặt này và áp dụng chiến thuật thủ nhà bằng cách là chúng ta sẽ canh cầu thang. Ok, để em lên luôn. Rồi an toàn nhá, không có ai. Đây, bình thường là mình hay chơi là mình núp sau cái thùng gỗ chỗ này, sau đó là canh đối thủ chạy lên thôi. Vừa chạy lên một phát là chúng ta xả đạn liên tục luôn. Xem lần này là bo nó sẽ thu đi đâu. Vì là đang đấu hạng nên là chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận. Đó, mình và Ma Bư Gầy mặc dù đang ở trong nhà nhưng cũng đi
đi rất là nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Bò thú bác ơi, để em xuống dưới xem thế nào. Ok, dưới này vẫn không có một thanh niên nào. Chúng ta sẽ lên trên này và đợi một chút xíu nữa. Chạy à bác ơi, ok. Chạy thôi anh em ơi. Bây giờ thì vẫn đang còn 17 thanh niên. Tôi không thể tưởng tượng được. Bo đang rất là bé luôn mà vẫn đang còn 17 thanh niên đội khác nữa. Chia ra thì còn này, còn 16 này, còn 8 team mọi người ạ. Khá là khó để lấy top 1 nhỉ. Chạy rìa bo hả bác ơi? Ok. Bác thích chạy rìa bo thì chúng ta sẽ chạy rìa bo luôn. À đúng rồi, em thấy trên kia có một cái nhà 2 tầng ấy. Mình lên trên đấy thủ luôn. Cửa sổ này hình như nhảy qua được này. Ui, vào. Vẫn chưa nhảy qua được. Lên. Ok, như vậy là mình đã vào nhà bằng một cách rất là ngầu. Đó là nhảy qua cửa sổ. Úi giời, thằng nào đi xe kia? Thằng nào đi xe đấy? Ui, và hình như là thanh niên này định dùng xe để đâm người à? Thấy cứ chạy vòng tròn này. Đâu rồi? Tao mà thấy mày tao bắn cho nổ cái xe luôn. Hết chạy rông. Rồi ok, em nghĩ là em và bác. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái nhà Dojimon xanh đỏ chỗ này. Không có ai đâu, thoải mái đi. Và bình thường ở chỗ nhà xanh đỏ Dojimon này, chúng ta có thể thủ nhà bằng cách là ngồi trong này và canh cầu thang. Úi giời, thật kìa. Kìa rồi, em thấy con xe rồi. Bốc khói rồi. Gần nổ rồi. Nhảy ra, nhảy ra, nhảy ra. Ôi thôi, nó vào cái nhà máy xanh rồi. Công nhận thằng kia nó chạy nhanh thật. Thế nên là chúng ta không bắn được nó rồi. Úi giời, bác ma bị gầy làm cái gì cơ? Sao lại nhảy nhảy ngoài đấy? Hình như là game lỗi mọi người ạ. Thi thoảng chúng ta nằm ở một số chỗ, người nó sẽ kiểu là nhấp lên nhấp xuống ấy. Đó anh em thấy không? Hết sức là nguy hiểm. Bo bé tí, 15 thằng. Ai đó hãy cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi. Có vẻ hơi bị căng. Rồi ok, còn 14 thanh niên. Úi giời ơi, tự nhiên 15 người nhảy một phát xuống còn đúng 10 người. Nhưng mà 10 người ở một cái bo như thế này, tôi vẫn thấy khá là đông ấy. Thề luôn, toàn các anh hùng núp. Úi giời, thằng nào đáp bom đấy? Thằng nào đáp bom đấy? Bác ơi cẩn thận nhá, hình như là có người ở dưới nhà ấy. Nó vừa đáp bom mình này. Úi giời, đông thế nhỉ? Cái đậu xanh nó đáp bom xuyên qua cửa sổ. Thật kìa. Úi giời, xoạt ngăn. Thôi xong. Quả này em ra đi rồi. Chết rồi mọi người ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem thanh niên ma bư gầy. Liệu anh ấy có thể giành top 1 được không? Wow. Anh ấy quyết định là anh ấy cầm shotgun và xuống nhà. Chuyện gì đây? Chấp bo luôn mọi người ạ. Rồi ok, chạy vào bo bác ơi. Uầy, tình huống đang bất lợi cho
mặt bị gầy. Ui nhưng không, anh ấy đang còn bầy máu. Rồi ok, tôi thật không thể tin nổi, anh ấy vẫn đang còn sống. Liệu anh ta có bơm máu không? Ok, tôi đang thấy những giọt máu đang bắt đầu đầy lên rồi. Úi giời ơi, có người kìa bác ơi, có người kìa. Uầy, thốn vãi trưởng. Chơi nó luôn bác ơi. AK, ok, mày này, rồi ok, quá hay luôn. Yeah, như vậy là hôm nay mình và người bạn của mình, Ma Bư Gầy, lại giành được top 1 nữa rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy video của mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tạm biệt mọi người, bye bye.